quê hương.
bao lần. Giờ có nhau sưởi ấm em chịu không? Em ơi, mình cưới nhau nha, cứ cho vừa lòng bà với má. Hối anh hoài, cũng hối em hoài, thôi thì bao hiếu cho ông bà nhà. Anh sẽ mang trầu cau với đội đèn sang nhà em để xin mẹ cha được làm chồng em, xin mẹ cha được bên cạnh tôi buồn cùng với em. Cuộc đời anh sẽ chỉ giao phó cho mình em. Anh sẽ mang vòng nhẫn cưới đeo vào tay nàng dâu mới bước cùng trên đoạn đường sắp tới. Nghiêng đầu sát vào nhau nở nụ cười rất tươi là một tấm hình để lưu giữ cho ngày vui. Cuộc đời Hãy
chợt mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tắn. Chưa cuối xưa thành phố mới, rước em về cột nước mừng vui, rước em về cho bên nghỉ ngơi. We'll be right back.
Hạnh phúc thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức không tin ngủ mê bao ngày. Thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến dù tan màn đêm băng giá, đau phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời. Tâm mong suốt đời bên em. Yeah.
câu hát ly thương nhau mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau. Sắp sân sắp sân, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm rủ 5 lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo ăn ăn không là tiêu, anh em chi cút đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh. Thề một câu luôn khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh
chính thức nên nghĩa vợ và tình chồng, và ngày vui hạnh phúc trọng đại của
cô dâu, cô Hà, chú rể Minh Lộc sẽ không được trọn vẹn ý nghĩa nếu như không có được sự diện đông đủ của toàn thể quý vị. Để dành những lời cảm tạ, dành sự ra mắt trọng thể tới toàn thể quý vị khách quý ngay giờ phút này, xin mời cô dâu, chú rể dành tới toàn thể hồng hương một chiếc cúi chào. Xin mời. Thưa toàn thể quý vị, và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay của cô dâu, chú rể đôi bạn trẻ chúng ta, trước khi cô dâu bước chân lên xe hoa trở về với con trường cưới gia đình nhà trai, về với gia đình nhà chồng, những người thân trong gia đình nhà gái có những món quà vô cùng ý nghĩa dành trao tặng và chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể. Và món quà đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu để cùng trao quà tặng và chúc mừng cho hạnh phúc của hai con. Xin mời bố mẹ Thái Hằng.
chúng ta sẽ cùng đến với những ý kiến phát biểu cùng với chép lễ sinh dâu của bác trưởng đoàn đại diện quan viên gia đình nhà trai sẽ dành tới gia đình nhà gái trân trọng giới thiệu và kính mời ạ. Vâng, đã được rồi, tốt. Và đoàn nhà trai cũng xin đón cháu Hà về hôn trường nhà gái, nhà giai chúng tôi để dự lễ thành hôn cho hai cháu. Và cũng rất mong các cụ, các ông, các bà của họ nhà gái cùng bạn bè thân quý khách về hôn trường nhà trai chúng tôi để dự lễ thành hôn cho hai cháu Lộc Hà. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, tôi đại diện cho bên nhà gái giao dâu cho ông trưởng đoàn và giao cháu Hà về làm dâu. Cháu làm dâu của dâu con bà Vân, làm vợ của cháu Lộc để thay lời ông bà Thái An. Mời tất cả các cụ ông, các cụ bà lội ngoài hai bên để đưa cháu về nhà chồng để dự lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin hết. Xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn. Mời hai bác sẽ cùng trao và đón nhận chấp lễ xin dâu giữa hai bên gia đình. Minh Lộc, cô dâu Thu Hà
cùng với hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Và ngày hôm nay trong sự hiện diện chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc của tất cả các cụ, ông, các bà và quý vị đại biểu khách quý ở đây, trong giờ phút trang trọng và ý nghĩa này, thì cho phép Minh Hiếu xin được vinh dự và trân trọng tuyên bố với tất cả quý vị, chương trình tổ chức lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc chú rể Minh Lộc dành cho cùng cô dâu Thu Hà chính thức được bắt đầu. Và quý vị chúng ta hãy vang lên những tràng vỗ tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng cho quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là phần mở đầu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị. Kính thưa các cụ, các bà, kính thưa quý vị thân mến, qua sông có bến có đò, gả con cha mẹ dặn dò đôi câu. Mở đầu lễ thành hôn bằng hạnh phúc chú rể Minh Lộc của cô dâu Thu Hà, xin được kính mời toàn thể quý vị cùng xây nước xây chầu và trân trọng giới thiệu kính mời đại diện gia đình nhà gái. Ông sẽ thay mặt cho gia đình nhà gái chúng ta để có những lời phát biểu và có ý kiến để trao dâu. Trân trọng kính mời ông. Tôi thay mặt cho toàn nhà gái, thay mặt cho ông bà thế hàng, hôm nay rất được vinh dự được đoàn nhà trai trân trọng đón tiếp đoàn nhà gái của tôi. Rất chân thành cảm ơn các quý vị bên nhà trai. Hôm nay gia đình nhà gái chúng tôi không biết nói gì hết. Chúc tất cả các cụ, các ông, các bà và hôn trường nhà trai và nhà gái và các cháu một lời chúc sức khỏe, mạnh khỏe, thành đạt nhất. Tôi xin hết. Xin cảm ơn những ý kiến phát biểu rất là đơn giản, chân thành và ngắn gọn của đại diện gia đình nhà gái. Kính thưa quý vị thân mến, ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái đã được sự ủy quyền của các cụ cao tuổi trong phái đoàn đưa dâu của gia đình nhà gái và được sự ủy quyền của ông bà Thái Hằng đã chính thức có những ý kiến phát biểu và trao cô dâu Thu Hà kể từ ngày hôm nay được về làm dâu, làm con của gia đình bà Nhiều và làm vợ, làm người bạn đời của chú rể Minh Lộc. Và đáp lại những lời phát biểu của đại diện gia đình nhà gái trao dâu, thì sau đây trân trọng kính mời trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai, ông sẽ đại diện và thay mặt gia đình để có những ý kiến phát biểu nhận dâu và những lời cảm ơn đến các cụ, các bà và quý vị đang tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chào tới các cụ, các ông, các bà hai bên của họ cùng bạn bè thân quý khách không quản ngại đường xá xa xôi đã đưa cháu chúng tôi về hôn trường nhà trai để giữ lễ thành hôn. Và gia đình đã có sở soạn chầu thuốc nước bánh kẹo để mời các cụ các ông các bà xơi nước xơi chầu, và được sự nhất trí của ông họ nhà gái đã giao cháu dâu về làm cháu của họ Bùi, cháu nội của Vũ Thiện, con dâu của bà Nhiều. Và từ giờ phút này chính thức gia đình chúng tôi cũng công nhận cháu Hà là con cháu của trong gia đình họ Bùi chúng tôi. Trước khi ngừng lời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hôn trường một lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu nhận dâu của trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, hoa đến thì hoa phải nở, đò đầy thì đò phải sang sông, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa mỗi con người chúng ta thưa quý vị. Và sau hai nghi thức đầu tiên trước khi đến với nghi lễ tiếp theo thì để gắn chặt tình cảm nghĩa thông gia giữa hai bên gia đình, có thể xin phép mời hai ông anh di chuyển về phía trước và trao cho nhau những cái bắt tay thân mật để siết chặt tình cảm nghĩa thông gia. Và hãy dành một tràng vỗ tay của quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Hãy
đã được đón tiếp rất là đông đủ các cụ, các ông, các bà và các quý vị ở đây. Mặc dù mọi người cũng có rất là nhiều những công việc, nhưng hôm nay họ đã mất tất cả những thời gian và công việc của mình để có mặt tại Tư Gia gia đình chúng ta và chúc mừng hạnh phúc hai em. Những cười thì Lộc và Hà mới trao cho nhau rồi, sau kỳ vật này Lộc và Hà sẵn sàng trao tặng nhau thêm một phần quà nữa không ạ? Hôn nhá, một hôn nhá, ok chưa? Sẵn sàng luôn thưa quý vị, và mời hai người hãy xoay người lại một lần nữa. Chú rể cô mẹ cô dâu, cô dâu hãy đặt tay lên vai của chú rể. 1, 2, 3, hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc vĩnh lộc phú hòa. Phía gia đình nhà trai xin mời mẹ của chú rể Minh Lộc là bà Nhiều cùng với chú của chú rể Minh Lộc sẽ đại diện cho gia đình nhà trai di chuyển lên sân khấu. Và về phía gia đình nhà gái xin mời bố mẹ thân sinh của cô dâu Thu Hà, ông bà Thái Hằng và hai nhân vật cũng rất quan trọng đó chính là hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Trân trọng kính mời hai ông. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn. One more.
ra đón chàng với cả yêu thương. Ngày mưa ô kêu vang anh khương, xuân sao câu hò điều ly bớt lặng ơi. Băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về xinh sao xuyên ly chung tình. Yeah.